được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Tuyền Tăng xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Ngày hôm nay những món ăn ngon đang chờ đón quý vị, những công thức chế biến, đặc biệt là những tình cảm mà những fan hâm mộ dành cho thần tượng của họ. Nghệ sĩ ngày hôm nay là một cô gái rất xinh đẹp, rất tài năng và là một gương mặt rất quen thuộc của rất nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Ai đây quý vị chờ đón xem nhé. Và đây, giới thiệu quý vị sự xuất hiện của diễn viên Kiều Ngân. Dạ, mời Ngân ngồi. Dạ, em mời anh. Ngân này xinh đẹp quá. Hôm nay em sẽ thùy mị. Thùy mị nha. Kiều Ngân nè, là một diễn viên càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi. Nhưng mà với thế hệ 8X như bạn, làm sao giữ được cái vóc dáng giống như những bé năm 2000 vậy? Trời ơi, 2000 luôn hả? Ừ, 2000 luôn. Ngại ngùng. Đầu tiên thì em xin chào anh Hoàng Rapper. Chào quý vị khán giả của chương trình là Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ, thật ra thì em cũng không có bí quyết gì hết. Nhất là đầu tiên thì em nghĩ là ai cũng giống như mình thôi, là phải tập thể dục ít nhất là một tuần 3 buổi. Cái thứ hai là càng ngày thì em càng ăn nhạt lại. Với lại một phần nữa mà dốc dáng được như vậy thì chắc là trời phú nữa. Trời phú nè. Trời phú nè. Dạ Và hôm nay chương trình mời đến đây một nghệ sĩ ưu tú xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và cả các sân khấu kịch được quý vị khán giả yêu mến. Xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Chào chị. Chào chị, em mời chị về phòng khách nha. Trò chuyện với nhau. Cảm ơn Thu. Cảm ơn chị Hạnh Thúy đã sắp xếp thời gian để đến với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Thật ra thì khi mà Thúy tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao thì nó là một cái điều rất là háo hức. Dạ. Bởi vì là được ăn ngon, được khám phá, xong rồi được gặp để trò chuyện với Hà Thu, một cái người mà mình rất là ngưỡng mộ về giọng hát, về nhan sắc, về nhiều thứ nữa. Dạ, em cũng hâm mộ chị trong tất cả các bộ phim chị đóng, cũng như là biết chị là vừa đi phim nè, vì dựng các vở kịch trên sân khấu, rồi làm đạo diễn sân khấu, ở nhà còn chăm con nữa, thì không biết cái cách sắp xếp thời gian của chị như thế nào để ổn thỏa mọi thứ chị ha. Thật ra Thúy nghĩ Thúy là một người vợ thiếu đảm đang và một người mẹ không chu đáo. Bởi vì cái thời gian chia ra nó rất là nhiều. Thành ra thí dụ như là Thúy nói là có một cái nguyên tắc mà mình luôn luôn phải tuân theo là hết lòng, hết mình và tận dụng thời gian hết cỡ. Dạ. Nghĩa là khi mà làm công việc thì tranh thủ làm mọi thứ thật nhanh, thật gọn gàng, xong rồi về nhà chơi với con cũng gọn gàng. Cũng gọn gàng. Bản thân mình may ra giờ này mình vẫn còn gọi là chia lửa được cho các chiến trường, thì mình thấy đó cũng là cái thành công của riêng mình. Và bây giờ hãy cùng chào đón khách mời của tuần này, ca sĩ, diễn viên Hoàng Ngọc Sơn. Xin mời anh. Hey, xin chào. Hoàng Ngọc Sơn xin chào nữ MC xinh đẹp của chúng ta. Và cho Hoàng Ngọc Sơn chào tất cả những quý khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Khẩu Vị Ngôi Sao cũng rất là cảm ơn anh Hoàng Ngọc Sơn đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Tuyền Tăng cũng rất là vui bởi vì anh Hoàng Ngọc Sơn là một nghệ sĩ rất là đa năng, cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất đều có dấu ấn riêng của mình. Mà bận rộn như thế có thể tham gia ở đây là quá tuyệt vời luôn rồi. Vậy thì nhân dịp mà gặp gỡ với các khán giả của Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay thì anh Hoàng Ngọc Sơn có thể chia sẻ một chút xíu về những dự định của mình trong thời gian tới được không ạ? Chắc có lẽ sắp tới thì Hoàng Ngọc Sơn sẽ cho ra mắt những ca khúc do chính Hoàng Ngọc Sơn sáng tác và trình bày. Nếu mà trong thời gian sắp tới thì cũng chưa có biết được là chừng nào, ngày giờ chính xác đúng không anh? Thôi thì cũng đã lỡ chia sẻ một chút xíu về cái kế hoạch của mình rồi. Mình có thể nhá nhẹ một đoạn bài hát mà mình sáng tác cho cái dự án cá nhân của mình được không? Thì Hoàng Ngọc Sơn sẽ hát một đoạn trong một ca khúc. Cái tựa thì chắc có lẽ là hơi nhí nhố vui tươi một chút xíu. Ca khúc được mang tên Chán Yêu Rồi Cưới chán Thôi. Chán Yêu Rồi Cưới Thôi. Không, thường thì là Chán Yêu Rồi thì sẽ như thế nào, nhưng mà cái này thì Chán Yêu Rồi Cưới Thôi. Chốt đơn luôn, đó. Cưới luôn. Ok. Anh đây người con nơi miền quê, chưa yêu một ai gió sương đời trai, chẳng biết yêu đương mang sầu vương, lớn lên nhờ mùi thơm hương ruộng nương. Em đây là người hiền ngoan, dễ thương nhu mì duyên dáng, má hồng bờ môi tươi thắm chẳng cần phấn son. Dễ thương quá trời. Chán Yêu Rồi Cưới Thôi. Nói thiệt nha, bạn trai em mà hát bài này là em cưới liền. Làm liền luôn hả? Thiệt, bị cái em chưa có bạn trai thôi. Cứ nghe kêu lại. Bị cái em chưa có bạn trai thôi. Phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao đã sẵn sàng để chào đón anh rồi. Mình vào luôn nha. Ok. Xin mời. Dạ, chào anh. Đến nhà chưa? Đây, mời anh ngồi xuống nghiêng. Rồi. Một cái điểm đặc trưng của tất cả các nhân vật chính
khi đến với khẩu vị ngôi sao, đó là sẽ được đặt hàng hai món ăn cho căn bếp của chương trình. Nói chung là anh sẽ chọn cái... chọn món gì thì ghi xuống hai tờ giấy đó, không nói cho em biết luôn. Ok. Bây giờ là mình có hai tờ giấy ha, mỗi tờ mình sẽ ghi một món. Xong. Rồi, xong rồi đúng không anh? Giấu nha, giấu luôn nha. Rồi. Rồi, bây giờ em xin phép được bật mí cái điều thú vị tiếp theo. Đó là hai món ăn này sẽ được thể hiện bởi hai người bạn cũng là fan hâm mộ rất là yêu thích anh Hoàng Ngọc Sơn từ trước đến giờ. Và các bạn cũng đã nhân dịp này, nhân cơ hội này để đến đây nấu cho thần tượng của mình ăn. Ok. Bây giờ rồi, anh đã sẵn sàng để gặp hai người bạn của chúng ta chưa? Sẵn sàng gặp hai nữ đầu bếp hôm nay của chúng ta. Ủa sao biết nữ hay vậy? Tại anh coi chương trình á, thấy là nếu mà khách mời là nam thì hai người nấu sẽ là nữ, mà khách mời nữ thì hai người nấu sẽ là nam. Hy vọng là anh sẽ giống như vậy. Dạ, và giống hay không thì xin mời tất cả quý vị khán giả, xin mời anh Hoàng Ngọc Sơn sẽ cùng hướng về khu vực cửa ra vào của chúng tôi cùng chào đón hai người chơi. Đó chính là bạn Thúy Hằng và bạn Hoàng Kim. Nghe tên là biết hai nữ rồi. Rồi. Chào hai em. Cùng, trời xinh quá vậy nè. Chào hai bạn. Rồi, mời. Bây giờ xin phép được mời hai bạn lần lượt sẽ tự giới thiệu mình với anh Hoàng Ngọc Sơn cũng như là quý vị khán giả nha. Mời bạn trước đi Hiên. Em chào chị Tiền, chào anh Sơn và chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Hằng và em đang là ca sĩ. Anh chào Thúy Hằng. Bạn có thường hay nấu ăn không? Dạ có chị, bình thường ở nhà rảnh thì em vẫn thích nấu ăn hơn là đi ra ngoài ăn. Trời ơi, đây là chúng ta có tuyết người là hướng về gia đình, yêu thích căn bếp của mình. Và chắc là sáng tác được rất là nhiều món ăn trong căn bếp của mình đúng không nè? Dạ cũng món có. Món gì tự tin nhất vậy? Em vẫn tự tin mấy món cá kho hay... Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết là sao? Thôi không có gì, để lát thì biết chứ. Rồi. Nghe nói giật mình luôn á. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem là cô gái ở bên phía đối diện trong chiếc váy màu đỏ rất là xinh như thế này, bạn sẽ chia sẻ điều gì về mình nha. Em xin chào anh Ngọc Sơn, chào chị Tiền Tăng. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Kim, năm nay 21 tuổi, em làm công việc trang điểm. Thì anh muốn hỏi Kim là Kim người miền nào? Dạ, em là người miền Nam gốc. Vậy chắc cũng biết nấu món miền Tây đúng không? Dạ, biết ạ. Thôi chết thôi nữa rồi. Trời ơi. Và bây giờ xin mời Kiều Ngân chào đón sự xuất hiện của Chí Thanh và Hoàng Thịnh. Xin mời, chào hai bạn. Em chào chị. Trời ơi, đẹp trai đúng không ạ? Dạ rồi, xin mời đại gái, đại trai ngồi. Dạ. Chà, thấy fan sao? Mấy bạn trẻ quá. Nè, bây giờ chúng ta giới thiệu về bản thân mình để cho Kiều Ngân hiểu rõ hơn nào. Mời bạn. Mình là Hoàng Thịnh, hiện tại thì mình đang là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chung trường. Chung trường, đồng môn. Vậy bạn Thịnh ấn tượng về Kiều Ngân như thế nào? Dạ, em ấn tượng là chỉ có một cái, vô tình em có xem chị diễn mấy lần thì chỉ có một cái khi mà chị đóng dây hiền thì rất là hiền, nhưng mà em rất là thích chị đóng những cái tiếng mà ác anh. Ác không? Liết cái ôi trời đó cái chắc mày ghẻ liền nhá. Anh ơi, cái không, cái đó là em coi xong em nổi da gà trên trời. Cái thần thái nó tốt lắm em. Dạ, ác lắm. Người ta sống thật với mình đó. Dạ, nhưng mà thực sự ra những người tại chị Ngân lại có một cái nụ cười đẹp nữa. Đẹp, quá đẹp. Không ai từ chối điều đó. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, mời bạn. Em tên là Nguyễn Chí Thanh, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chuyên ngành của em là kiến trúc. Kiến trúc luôn. Dạ. Vậy khéo tài lắm em hả? Cũng bình thường anh. Hồi trước em thi vô trường là em phải thi những môn vẽ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em vẽ tượng anh. Vẽ tượng luôn? Dạ. Chứ giờ nhìn chị Ngân vẽ được không cưng? Cũng được, nếu mà được chị hả? Ấy thích thì vẽ cho chị ấy. Đó, có thời gian nha. Có thời gian mình tặng cho chị Ngân một tấm nha. Lo lắm. Bởi vì ngồi đây thà con gái mình còn tin tưởng được, còn này hai bạn trai còn rất là trẻ, còn đang là sinh viên nữa, không biết tài năng nấu nướng làm sao thôi. Sao anh lại tin tưởng là con gái nấu được? Tại vì rất nhiều số chương trình rồi, con gái thường nấu. Kiều Ngân có khả năng nấu nướng đỉnh cao, đem cao mà theo cái xu hướng trên mạng là đỉnh cao. Em hiểu. Nên hai bạn cố gắng nha, bù trừ lại cho bạn Ngân nha. Chương trình sẽ mời đến đây hai bạn fan hâm mộ để thực hiện hai món ăn này. Mời bạn Thành Đạt và bạn Khương Duy. Mời em. Chào em. Chào chị ạ. Bây giờ em giới thiệu một chút về mình. Dạ, em tên là Khương Duy. Năm nay em 19 tuổi và em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Việt Mỹ. Nấu ăn cũng là một sở thích của em. Từ năm bao nhiêu tuổi là bắt đầu biết nấu ăn? Dạ, tại vì ba mẹ cũng không có ở nhà thường xuyên. Nên là đôi khi em cũng tự nấu ăn ở nhà và có một chút kinh nghiệm.
một chút nhưng kinh. Mà cho chị hỏi là nấu là sở thích hay ăn là sở thích? Dạ cả hai. Vậy thì tin tưởng được rồi. Chị hỏi khó quá, không lẽ nói vậy em thích nấu thì em không thích ăn? Chị thích ăn chứ không thích nấu. Dạ dạ. Bây giờ Thành Đạt giới thiệu một chút xíu hai em. Dạ em chào chị Hà Thu, em chào chị Hạnh Thúy ạ. Chào em. Em tên là Dương Thành Đạt, em 26 tuổi và hiện tại em đang làm người mẫu tự do. Em không học nấu ăn nhưng mà ở nhà cũng hay nấu các món ăn cho gia đình và cho bản thân, nên là chị Hạnh Thúy có thể yên tâm là em không chắc là chị có thích món của em hay không, nhưng mà chắc chắn là chị sẽ ăn được. Người ta nói là món ăn ngon thì phải có cái tình cảm của người đầu bếp trong đó thì nó mới gọi là thăng hoa món ăn hơn. Riêng em thì chị nhìn chị cảm giác rất là thiện cảm với em rồi, cách nói chuyện rất là dịu dàng, cho dù em nấu ăn ít ngon đối với chị nó vẫn ngon. Trời ơi, vậy là có một sự đảm bảo rồi. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về Ngân á, thì chúng ta sẽ vượt qua những thử thách nhỏ để giành quyền ưu tiên lật ra những ẩn số ở trên màn hình nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi mẹo đầu tiên. Đây là tên gọi của một loại thực phẩm dinh dưỡng. Rồi bây giờ hai bạn nghe gợi ý sau đây nha. Ngủ không phải hỏi, ly không gọi là ly, anh hãy nói đi, em tên là chi? Rồi 3, 2, 1. Xin mời, đáp án là ngũ cốc. Wow. Bạn Chí Thanh thì trả lời ngũ cốc. Bạn trứng vịt bơi trên biển hả? Dạ không, cái này tượng trưng. À không biết. Không phải luôn. Không. Dạ dấu ngã tượng trưng cho ngủ, còn cái này giống như cái cốc vậy thôi anh. À vậy hả? Em chơi tượng hình quá. Hình như bên đây lộn đáp án bên đây rồi, cái này là phải học kiến trúc nè đúng không? Này mà có hơi trừu tượng tí. Đáp án nó chính là ngũ cốc. Xin mời từ khóa số 1. Chưa từng sao thấu hiểu. Ủa từ khóa này có liên quan gì tới ẩm thực trời? Ngày xưa em không ăn cay được. Ngày xưa là một miếng em cũng không ăn được. Mà quan trọng là nhà em ai cũng ăn hết. Là khi nào mà nấu cho em á là phải nấu một phần riêng hết. Xong rồi mẹ em rất là tức. Tại vì mẹ em á là có một thói quen là phải tập cho con cái gì cũng biết hết. Đúng. Xong cứ mỗi ngày bỏ một ít. Mà nó rất cay anh, quan trọng là nó rất cay. Tại mình không biết ăn thì nó rất cay luôn. Mà bực không? Đâu dám bực, em không dám bực. Tại vì mẹ nói em không dám bực. Mà cố nuốt. Mà tức một cái là mẹ em làm thì thôi đi. Thằng em nó thấy gì nó cũng làm theo. Nó cũng giếm ớt ở trong chén của em á. Xong rồi cho em ăn. Chỗ tức. Mà mọi người ăn cay rồi thì sẽ không hiểu được cái vị cay như thế nào. Tại vì người ta có thể là người ta nếm được cái vị đó. Còn em không ăn. Nên nó rất là cay. Bởi vậy chưa từng làm sao thấu hiểu được. Nhưng mà sau khi em ăn rồi thì từ từ tự nhiên sau bây giờ em ăn được. Mà em ăn rất cay luôn. Bây giờ mà không cay thì em ăn không được. Đó, như vậy là chúng ta đã hiểu được cái quá khứ, ngày xưa và hiện tại của Kiều Ngân liên quan đến vị cay. Nên lát nữa mình có lỡ nêm cay cũng không sao, cô ấy ăn cay được rồi. Nhưng mà đừng có cay quá nha. Đừng cay quá nha. Cay thôi, đừng cay quá. Câu hỏi thứ hai, cố gắng lên nha. Châu Đốc, An Giang nổi tiếng với món gỏi nào sau đây? A. Gỏi bông điên điển. B. Gỏi cá thác lát. C. Gỏi lá sầu đâu. 3, 2, 1, hết giờ. Hai bạn cá thác lát. Tôi nghĩ là cái câu hỏi này nếu như mà nghĩ không kỹ sẽ làm khó cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng ba bạn đâu. Tại vì cá thác lát nè, bông điên điển nè, sầu đâu đều là những cái món mà gọi là hiện diện ở hai nơi này. Mỗi mùa nước nổi, Đồng Tháp với An Giang là bông điên điển rất khó, là nhiều. Khó đúng không đó. Chị? Tôi nghĩ cái gỏi sầu đâu là một cái lựa chọn mà có vẻ như là khả quan hơn, đúng không Hà Thu? Dạ, chúc mừng chị đã giành chiến thắng và đồng nghĩa với việc hai bạn cùng nắm tay nhau trả lời sai một lần nữa. Vậy là đáp án của chúng ta là gỏi lá sầu đâu. Thôi bây giờ cái mình không biết cho nên mình trả lời không đúng. Bây giờ lại mời chị Hạnh Thúy mở thêm một từ khóa nữa ha. Thúy sẽ chọn từ khóa số 2. Mời từ khóa số 2. Đậu rồng. Đậu rồng có thể chế biến được rất là nhiều món. Ăn sống với mắm nè, rồi luộc lên ăn với kho quẹt nè, với nước mắm nè, với nước tương nè, với nước kho nè, nấu canh được nè. Nói chung là làm nhiều thứ lắm. Khi còn bé, nếu mà hỏi hoa gì mà đẹp nhất thì có hai loại hoa mà Thúy rất là thích, đó là hoa lục bình và hoa đậu rồng. Bởi vì cái màu của hai loại hoa này nó ngọt khủng khiếp, là ngọt luôn. Tức là hồi nhỏ thậm chí còn ước là có một cái ngôi nhà xây lên và sẽ trồng toàn là đậu rồng để cho nó nở hoa, vì Thúy rất là thích hoa đậu rồng và rất là thích ăn trái đậu rồng. Và có một cái điều ngẫu nhiên là khi mà Thúy có bầu bé thứ hai á, chẳng hiểu làm sao trong vòng 3 tháng đầu mình có bầu bé, không hiểu làm sao mà rất nhiều người cho đậu rồng, nghĩa là lúc nào nhà cũng có đậu rồng. Và mình cũng rất là thích cái sức sống của cây đậu rồng, bởi vì cây đậu rồng có một cái điều rất là hay là nếu như nó lớn lên, nó trổ trái một mùa, bạn cắt ngang nó sẽ lại tiếp tục cho hoa và cho trái một mùa, hai ba mùa nữa. Cho nên là khi mà có bầu đứa thứ hai và
mình liên tục được mọi người tặng đậu rồng, mình cảm giác như một cái duyên vậy đó. Thế là Thúy đặt con thứ hai tên là đậu rồng luôn. Đậu rồng là một món mà chị rất thích ăn. Không biết có order trong ngày hôm nay không ta? Trong hai cái món mà Thúy chọn thì nếu như có đậu rồng Thúy nghĩ sẽ là một sự phá cách lớn. Đó là một gợi ý vậy đó nha. Nếu mà muốn phá cách, bỏ thêm đậu rồng vô. Một á là thắng luôn, hai là không ăn được luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số thứ 5. Điều gì đang chờ đón Hoàng Kim và Thúy Hằng đây? Thử thách đối kháng. Ủa gì ghê vậy, đối kháng luôn hả? Đúng, mời hai bạn đứng lên. Tuyền Trang xin phép được chia sẻ về luật chơi như sau. Đầu tiên là cả hai bạn Thúy Hằng và Hoàng Kim sẽ di chuyển về cái bàn đã được chuẩn bị sẵn ở phía bên tay phải của Tuyền Trang. Ở trong đó có một cái thau có rất là nhiều bột và những quả trứng sống. Nhiệm vụ của cả hai bạn, mỗi bạn sẽ ngậm một chiếc muỗng và đào, tìm, bới để có thể lấy được cái quả trứng nó bỏ vào trong cái muỗng của mình. Và cứ thế di chuyển về cái vị trí đĩa đang chờ các bạn ở đây. Mỗi người một đĩa và trong vòng 1 phút 30 giây, bạn nào thu hoạch được nhiều quả trứng nhất về cho mình thì bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng. Các bạn ơi, chưa. Ủa gì vậy? Chưa. Tôi đang chuẩn bị kiểu các bạn ơi, các bạn đang cảm thấy như thế nào mới vừa nghe cái các bạn ơi. Nôn lắm. 3, 2, 1. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Rồi bình tĩnh di chuyển. Sao hay vậy ta? Coi chừng rớt trứng, coi chừng nha. Cái công đoạn nè, nhẹ nhàng. Coi chừng nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Vẫn còn ổ. Quá dài. Thôi. Từ, Hằng ơi. Sắp được rồi. Bình tĩnh, không sao hết. Bỏ bột ra trước. Trời ơi. Bỏ bột nha. Đây giờ này hai người hợp tác đi, lấy hai trứng nó cùng như nhau xong lấy hai muỗng múc lên. Đó. Rồi đúng rồi, mình hợp tác với nhau đi. Rồi, khỏi hợp tác nhau luôn. Về, bình tĩnh nha. Từ, đừng vội. Nhẹ nhàng. Hay quá. Rồi, tiếp tục, vẫn còn thời gian, nhanh lên Hằng ơi. Cách biệt chỉ mới có một trái thôi. Kim giỏi vậy. 30 giây cuối cùng. Về rồi, đúng rồi. Nhẹ nhàng xuống. Vẫn còn thời gian nha. Coi chừng nha. Bình tĩnh. Trời ơi, cái cô gái của tôi. Hay vậy. Về lúc 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Như mọi người cũng thấy, rõ ràng kết quả của chúng ta, người giành chiến thắng ở thử thách lần này đó chính là bạn Hoàng Kim. Xin được chúc mừng. Và quý vị khán giả ơi, cho phép là các cô gái của chúng ta nghỉ giải lao để chỉnh trang lại chút xíu, quay lại với quý vị ngay nhé. Xin mời. Rồi, bây giờ hai cô gái của chúng ta cười thiệt tươi đã quay trở lại với thần thái xinh đẹp rạng rỡ như là hồi đầu tham gia chương trình rồi đúng không nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì đằng sau ẩn số này đây. Hương vị béo ngậy. Không những ngọt mà còn béo nữa. Chà, vậy mà dáng vẫn rất chuẩn, rất xuất sắc. Béo ngậy là anh thích các loại chè đó. Như chè trôi nước nè, rồi chè bà ba nè, xôi chè nó liên quan tới nhau, có nước cốt dừa. Sầu riêng gì hồi nãy có nhắc đúng không? Nước cốt dừa béo ngậy luôn, mấy món chè ngọt ngọt nữa, chè nước cốt dừa vô húp, trời ơi. Dùng cụm từ hương vị béo ngậy vậy thôi chứ cũng về là món ngọt nha quý vị. Bạn Chí Thanh, bạn đã chiến thắng ở vòng cuối cùng, đồng nghĩa với việc đầu tiên bạn được quyền ưu tiên là lựa chọn một trong hai món ăn này nhé. Một bên là bánh xèo, một bên là cơm cùng với canh chua. Bạn Thanh, bạn chọn món nào? Em nghĩ em sẽ chọn bánh xèo vì em gốc miền Tây. Còn với cơm và canh chua đã thuộc về bạn nha. Em sẽ nấu món canh chua đùng. Canh chua đùng là cái gì? Canh chua gì mà bắn trúng tim đen vậy? Canh chua bắn súng. Bắn súng. Ghê thiệt, em nó có trí tưởng tượng vượt xa khỏi tầm vũ trụ luôn. Canh chua đùng là canh chua súng. Được rồi, để chờ đón xem canh chua đùng của em có ngon miệng không nha. Vậy là Thành Đạt đã giành được từ khóa duy nhất, từ khóa cuối cùng cũng là từ khóa có huy hiệu thần bếp. Và bạn được rất là nhiều quyền lợi nha. Quyền lợi đầu tiên là chọn một trong hai món ăn nè. Bánh canh bột sắc kèm theo một cái hoa. Và cháo cua đồng kèm theo một trái tim mặt cười. Bạn chọn món nào? Em chọn bông hoa. Em chọn bông hoa, bánh canh bột sắc. Đây, vậy là cháo cua đồng cộng thêm một trái tim
thuộc về Khương Duy. Và hiện tại xin được công bố hai bạn đang có điểm số hòa nhau. Điều đó đồng nghĩa việc là không có ai nhận được cái quyền ưu tiên là được chọn một trong hai món ăn mà anh đã đặt hàng, cũng như là không có ai được cơ hội chọn căn bếp mà mình thích, mà toàn bộ sự quyết định đó sẽ thuộc về anh Hoàng Ngọc Sơn. Vậy đó, cho nó công bằng, anh sẽ là nhìn vào trong hai món ăn này chọn mặt gửi vàng, rồi cũng nhìn thấy căn bếp nào thì có vẻ phù hợp với cô gái nào thì mình gửi gắm cho bạn đó thôi. Hai cái món mà anh đặt hàng đó chính là, xoay ra luôn này, cá lóc kho tộ, và món còn lại cá trê chiên mắm gừng. Bây giờ đơn giản vậy đi, nếu mà anh giao cho hai người hai món thì anh không biết là ai sẽ sở trường món kho, ai sẽ sở trường là món chiên. Cho hỏi Thúy Hằng trước đi, bạn đang nghiêng về món nào? Dạ em thích món cá lóc kho tộ. Thích là thích ăn hay là biết nấu và thích nấu? Dạ cả thích ăn cả thích nấu. Lỡ bên này cũng thích cá lóc kho tộ rồi sao? Còn Kim sao? Dạ món tủ của em là cá chê chiên mắm gừng. Trời ơi, món tủ của người ta luôn nha. Nếu mà anh không hỏi là anh giao, ví dụ anh giao như vậy nè, là thấy là xong rồi, là ngược không đúng đó. Vậy thì trao đó, gửi cho bạn món ăn này thôi. Anh sẽ nhà hàng làm cho anh cái món là cá lóc kho tộ, còn bằng Kim thì sẽ làm giúp anh cái món là cá chê chiên mắm gừng. Anh đói chưa? Đói. Đói thì lăn vào bếp thôi. Chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Xin chào, xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với phần 2 của khẩu vị ngôi sao với tên gọi Chinh phục khẩu vị ngôi sao Hoa Ngọc Sơn. Anh thì anh đang nôn là mình sắp sửa được ăn rồi. Anh thì sắp được ăn, em thì sắp được ăn ké, cho nên là nhảy rất là sung. Còn mình hai mà... bạn còn lại thì trông có vẻ là nhu mì hơn chút xíu, tại vì rõ ràng là đâu có được thoải mái với anh em mình. Hai bạn không chỉ là mang áp lực là phải nấu một món ăn thiệt là ngon để chinh phục anh Sơn, mà đã vậy trên đầu cũng đang phải chịu thử thách của chương trình nữa. Ủa? Mỗi bạn sẽ đội một cái nón lưỡi trai với phần mũi đã được lật ngược lên. Ở bên phía của bạn Thúy Hằng là có 3 cái quả bóng bàn, còn ở bên phía của bạn Hoàng Kim, 1 trái banh long. Đó, và nhiệm vụ của các bạn đó là chế biến món ăn sao cũng được, miễn là đừng có làm rớt bất kỳ những cái quả bóng nào từ trên nón xuống dưới đất là mình sẽ bị phạt. Đó, cho nên là các bạn cố gắng nha. Các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta đang chuẩn bị những phần thử thách đầu tiên dành cho cả hai. Với phần bếp ở bên tay phải thì đó chính là sự lựa chọn của người đang thuận tay trái, đó chính là bạn Chí Thanh. Thì bạn cảm thấy cái thùng cắt tông này có bị vướng víu lắm không? Dạ em thấy thì cũng được. Ủa, được ha. Trong suốt quá trình nấu ăn, bạn bắt buộc phải đeo cái thùng cắt tông này trong người. Nó hơi vướng một chút xíu, nhưng mà nếu như mình tập trung vào món ăn, hãy tưởng tượng đến nhan sắc của bạn Kiều Ngân đi, rồi bạn sẽ nấu được và vượt qua được cái thử thách mà thôi. Còn riêng với bạn Thịnh, đây một cái mô hình rất là dễ thương đáng yêu của một chú hề mà thiếu đi gương mặt, nên bắt buộc bạn phải đưa cái mặt vào bên trong. Xin mời bạn. Đó, trong suốt quá trình nấu ăn nha, tại khu vực gian bếp này bắt buộc mình phải đưa vào cái mặt. Ủa vậy luôn hả? Hơi cực một xíu, nhưng mà quá trình mà em di chuyển để rửa hay là để lấy những nguyên liệu khác á, thì em có quyền di chuyển ra khỏi cái mô hình này. À không phải khiêng theo. À khiêng ở phải khiêng theo. Em phải khiêng theo. Không đừng khiêng theo. Sao? Trời ơi đẹp má quá. Chị ơi chị nên đừng nói gì nữa. Hai bạn chúng ta đã sẵn sàng trong bếp rồi chị ạ. À. Đang hơi bất ngờ là trong món cháo cua đồng lại có đậu rồng. Đó, nãy là nghe lời xúi dại của chị đó. Xem thử thách này như thế nào chị ha. Thúy hy vọng rằng là có thể đây là một lời xúi dại. Nhưng mà nếu mà Duy vượt được qua lời xúi dại này và tận dụng cái nguyên liệu đậu rồng tốt ở trong cái món ăn của mình, thì có thể đây sẽ là một món ăn rất là hấp dẫn, đôi khi lại trở thành một món ăn yêu thích của chị. Đó, nhưng mà đây là khẩu vị ngôi sao, cho nên gian bếp của chúng ta sẽ rất ưu ái cho các bạn. Đây, Thành Đạt thì sẽ vừa được nấu ăn vừa rửa chân trong cái thảm nước rửa chén của chúng ta. Khương Duy sẽ vừa được đắp mặt nạ chân bằng nha đam vừa nấu ăn, đúng không? Thích không? Cái chương trình khẩu vị ngôi sao này và cái gian bếp của khẩu vị ngôi sao, nó không chỉ đơn thuần là mang đến những món ăn mà nó còn mang đến những sự thử thách rất là bất ngờ luôn. Và ở trong này ngoài cái việc rằng là thử thách cái kỹ năng của các bạn, Thúy nghĩ còn là thử thách cái khả năng để ứng biến với tất cả những khó khăn này nữa. Và cũng ngay
sẽ có một số thử thách nhỏ nhỏ dành cho chị nữa đó chị. Dạ, đúng đây chị ăn thôi. Dạ không chị ơi, bây giờ mình hỗ trợ các bạn một chút xíu, tại vì là một số phần nguyên liệu của các bạn sẽ có một số thử thách mà chị phải vượt qua thử thách đó thì các bạn mới được dùng các phần nguyên liệu đó. Bây giờ mình mời hai bạn nấu ăn, mình ra phòng khách và chờ đợi những thử thách từ các bạn chị ha. Rồi okay, mời hai bạn. Cảm ơn bạn. Chị ơi em cần xương để hầm ạ. Xin nhờ chị dùng dao gọt vỏ cà chua thành một đoạn dài và làm thành một bông hoa trang trí mang đến cho người chơi. Nãy chị có chia sẻ là chị cũng thích cái phần ăn hơn phần nấu đó, không biết là cái này có làm khó chị không ta? Tôi nghĩ là một khi mà đã làm thì cái gì nó cũng khó hết trơn á. Với lại là vốn dĩ là Thúy không phải là một người mà quá khéo léo. Dạ. Có thể rất đảm đang nhưng không phải là một người rất khéo léo. Chị sẽ cố gắng gọt để mọi người vẫn nhận diện được đó là trái cà chua. Dạ. Còn có nhận diện cái bông hoa hay không là tùy vào trí tưởng tượng của mọi người nha, nhất là vậy luôn mà. Không, em nhìn mấy cái đầu tiên là cũng có khả thi lắm á. Từ cái khả thi đến coi như là thực tế thi công nó còn là một chuyện rất là dài em ạ. Rất là dài. Hy vọng. Trời tôi chết. Đó. May quá. Là đẹp rồi đó chị. Rồi, em nghĩ là rất đẹp luôn. Trời thôi may quá. Em để yên đi nha. Em đi. Nha, mọi người làm chứng. Dạ, ống kính zoom vô làm chứng giùm dạ. Em làm một cái hoa cà chua. Trời rất là đẹp bàn luôn. Giao cho Thu. Dạ. Bà có hư là lỗi tại em không phải lỗi tại chị. Dạ, một cái hoa hồng rất là đẹp. Rồi, chúng ta hoàn thành thử thách đầu tiên. Vật liệu tiếp theo. Em chọn cái món nguyên liệu nào vậy? Dạ là mé chua. Cơm với canh chua mà không có me mà không vượt qua được thử thách này là coi như banh đồ canh. Đúng. Dạ. Chết chị rồi. Sao? Dạ. Bạn hãy ngậm một nồi chanh trong vòng 10 giây. Một nồi chanh? Một nồi. Em trêu mọi người đó. Chị không giúp em. Bạn hãy ngậm một miếng chanh trong vòng 10 giây và kể một câu chuyện có chữ T. Trên đây. Trời ơi anh ơi, mới ăn đồ ngọt mà ngậm miếng chanh vô là tê tái lắm luôn á. Trời ơi, ở xa ngửi mùi hôi chanh này, chanh quý gì, chanh không hạt rồi chứ. Ủa em có quyền trợ giúp là không giúp không? Không, em quyền tháo răng thôi chứ không có làm được quyền gì hết trơn á. Ngậm. Đây. Ủa, bà thích nghi. Thích nghi nè. Này, rồi cố lên. Đọc. Rơi gần hết tình thường cắt rỡ, chuyện tình tôi than thở thành thơ, tưởng tình thấm thiết thiên thai, tự coi đêm tới thôi tàn tim tôi. À, giỏi à, nghe rõ chữ được. Em nhạc hết rồi. Không sao, chanh mà vitamin C. Rồi bạn Thịnh ơi, mình có quyền sử dụng nguyên liệu. Em cảm ơn chị, em mãi yêu chị. Ngon lắm em. Bây giờ anh nâng thêm thử thách là nguyên một trái chanh chứ không phải là một miếng chanh. Ngon lắm anh. Không làm khó em được. Nó không khó em được. Bây giờ sẽ đến lượt anh trả lời câu hỏi. Okay. Chương trình sẽ đưa cho anh Hoàng Ngọc Sơn 5 câu. Nhiệm vụ của anh đó là trả lời đúng ít nhất là 3/5 thì sẽ vượt qua thử thách này. Trả lời đúng được điểm, trả lời sai ăn hết một lát chanh. Có muối không? Trời đất ơi. Sao mà ngu mặn mòi dữ vậy trời. Chanh mà còn chanh... đòi muối nữa. Thì một tí muối đỡ hơn. Dạ, không ạ. Trời không hả rồi. Câu số 1. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, đố bạn có bao nhiêu tháng có ngày 28? Một tháng. Một tháng có ngày 28. Dạ, em xin mời anh ăn chanh khai vị ạ. Ủa nhớ tháng 2 có là 28. Đáp án của chương trình là có 12 tháng. Mình đọc kỹ lại đề nha. Đố bạn có bao nhiêu tháng có ngày 28? Có ngày 28 chứ không phải là chỉ có 28 ngày. Sức xoay. Thôi chị mình ăn miếng chanh đi. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Chanh ngọt nha. Chanh ngọt. Ủa ai đừng dụ em nha. Ở đây có 5 miếng à. Mà 5 câu nên em sẽ không có thử đâu. Anh thấy ngọt. Thấy ngọt hả? Thử miếng em. Này em xin trái. Còn nửa trái bên kia. Trời đất ơi sao mà ảnh đổi cảm xúc liền luôn vậy ta. Ổn không? Ok. Câu hỏi của chúng ta như sau. Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại mùa hè mở ra, đố là cái gì? Cây quạt. Cây quạt. Đúng rồi, nực là mình phải chưa quạt. Chưa có đủ. Quạt giấy. Quạt giấy. Chính xác. Trời ơi. Thôi được, một điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Ao ở sau đê, đê ở trước, huyền thêm một dấu, đậm sắc xuân, đố là chữ gì? Đào. Đào, chính xác. Câu số 4. Quả gì không thiếu không thừa, ăn vào ngon ngọt cho vừa lòng nhau? Đu đủ.
câu trả lời hoàn toàn chính xác, đó là quả đu đủ. À, như vậy là mình đã có 3/5 câu trả lời chính xác rồi. Và mình sẽ không cần phải trả lời câu cuối mà mình được mang nguyên liệu về cho hai cô gái của chúng ta. Bây giờ mở ra chọn đi, đếm nào. Thì vậy đem bưng lượng luôn đi. Một cái thôi. Ủa lại còn dạ, thử thách nữa. Dạ, còn một thử thách nữa. Cái chè trước nha. Cái chè trước nha. Đó, đó. Chút xíu anh em cái lốc về tới. Nhanh lắm, nhanh lắm. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chị Thúy ơi, qua bao nhiêu thử thách gian nan thì bây giờ đây thành phẩm đã đặt lên bàn. Chị thấy thế nào nè? Tôi cảm giác là qua một quá trình gieo nghiệp tới ngày hái quả rồi đó. Đứng ở đây mà cảm giác là cái mùi nó rất là hấp dẫn nha. Mùi từ cái món cháo cô đồng, mùi hành phi, mùi ngò nó bay lên gọi là cực kỳ quyến rũ luôn. Và sau một cái quá trình mà gọi là vận động rất là nhiều thưa quý vị, thì bây giờ đứng ở đây tôi cảm giác rằng mình có thể ăn luôn cả tô và chén, chứ đừng nói chi là thức ăn trong tô. Đây là đậu rồng mà chị thích bỏ để ăn kèm đó. Đúng rồi. Lát chị ăn thử xem như thế nào nha. Chị đang rất là muốn khám phá món này, bởi vì sao, một cái món gọi là rất là phá cách luôn. Ghi bắt buộc món này phải thử trước. Mình thử luôn. Nhưng mà em đừng buồn, bởi vì cái món em nó cũng cực kỳ hấp dẫn. Rồi, em mời chị. Rồi, cảm ơn Thu. Xin phép ăn trước. Dạ, em mời chị. Xin phép quý vị khán giả thì đang thưởng thức cái món cháo cua đồng của bạn Duy làm đây. Mùa này là mùa của cua đồng. Đó, mà mình ăn cái cháo cua đồng nó rất là tươi. Rồi cái vị cua đồng thơm, ngọt, thanh. Ăn thử đậu rồng. Đúng rồi, đặc biệt phải thử xem một cái sáng tạo này xem như thế nào. Có thể đối với người khác họ cho rằng là đây là một cái sự pha trộn nó không đúng. Nhưng với thứ sự khác biệt này thì thích có cái đậu rồng vô, nó có cái vị giòn á. Nó giống như là một cái vị mới, một sự khám phá mới của cái khẩu vị mình đã cảm giác rất là thích luôn. Cảm ơn Duy nhiều lắm, rất là ngon luôn. Bên đây là bánh xèo, bên đây là cơm cùng với canh chua. Anh ơi, em... canh chua đùng. À đùng, giờ mới hiểu đùng là có bông súng. Bây giờ thì người đẹp muốn thưởng thức món nào trước? Dạ bánh xèo nha. Dạ, dạ. Xin mời em. Ủa anh có thưởng thức game không? Em mời là anh ăn liền. Mời anh. Dạ, mọi người làm chứng nha, cô ấy mời mình đi. Lớp trong lớp ngoài cái màu vàng nó thiệt là bắt mắt luôn á. Lớp ngoài không quá cháy khét nha. Ghê thiệt. Vừa chín tới luôn. Bánh xèo này chắc chắn có nước cốt dừa đúng không? Dạ đúng rồi. Có lớp giòn. Ngon anh hả? Dẻo ngon, ngon, thơm. Không quá mặn, không quá ngọt, đúng là cái vị luôn á. Có nghĩa là nó lạt lạt giống như cái vị em hay ăn ở nhà. Nó vừa miệng em. Đâu, dạ đúng. Tuyệt vời. Nếu mà chấm cái này cho em chấm cao á, 8-9 điểm á. Không có giỡn đâu. Về gấp cá ha. Bây giờ sẽ là cá lóc kho tộ. Hồi trang trí có ớt luôn nha. Đây là cá ngon quá ha. Nhưng mà ngon hơn khi mà mình chan miếng nước. Đúng ha. Đúng rồi, có một tí nước vô chan với cơm. Thật ngon quá vậy. Em, trời ơi, ngon quá trời luôn. Xuất sắc. Cá vừa phải, đúng là có cái vị ngọt nè, không bị mặn nha, không ngọt quá. Ớt trang trí nhưng mà không bị cay. Xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.